Rồi, hello, mình chào tất cả các anh em ha. Bữa nay mình cũng đã vừa hoàn thành hai con máy khủng rồi anh em. Đây là con 102 SD. Và đây là một con 120 SD. Đây. Con 120 SD và một con 102 SD và con 24. Đây là một con 32 chưa có làm xong anh em. Đây để mình test cái con 102 SD cho anh em xem ha. Số 2. Băm. Để băm nghe nào. Nhanh lên nào. Rồi, 120 SD, quạt này quạt khủng nghe nào, quạt này gió dữ dằn, gió luôn nha, gió nó cực cực cái đây luôn nè. Máy là không bao giờ là nóng nha anh em, máy chạy rất mát không nóng. Đây có hai mức áp chưa, để cho anh em đánh ha. Đây là có hai mức áp để cho anh em đánh số 1, số 2 và đây là volume chỉnh mạnh yếu ha. Đây là volume chỉnh bấm nhanh chậm và đồng thời cũng là một công tắc ha, công tắc bấm và đánh lì. Đây, đây là có cái nút gùi nè, anh làm dấu đó. Rồi hai mức áp đánh 102 SD. Đây là cái máy mình gửi về Long An ha. Đây, quạt cực kỳ. Rồi để mình test đi cái con 120 luôn cho anh em xem ha. Rồi 120 SD. Đây, quạt cực, quạt khủng thiệt chứ. Quạt gió cái tóc nóc nhà. Rồi áp 1 ha. Áp chưa. Số 1 nghe anh em. Số 1 nó dữ dằn luôn. Số 2. Máy thì cực kỳ là mạnh. Không có. Rồi băm. Đây là hai con máy khủng nha nè, hai con máy công suất cực lớn luôn á. 120 và 102 SD. Đây là cái máy này, 120 này về Đồng Nai á. Đây, 120 về Đồng Nai. Giờ cũng mấy cái cu liêm này thôi. Mức áp số 1, số 2. Đây là đây cũng là đồng thời cũng là một công tắc băm và đánh lì luôn. Rồi. Những con máy này nè, những con máy 24 nè. Đây cũng con 24, con 32 đang làm. Và một con 62. Đây. Và hai con máy này là hai con máy là mai em sẽ giao cho tất cả các anh em luôn ha. Rồi các anh em nào đã từng qua cái kênh đường lạnh Hậu Giang của mình á, lại mình đã bị mất cái nick rồi nên mình tạo lại cái nick khác. Nên anh em nào mà có iBook qua đó mà không thấy mình trả lời á. iBook qua đó mà không thấy mình trả lời á, các anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ha, hoặc kết bạn Zalo với mình ha. Rồi mình sẽ trực tiếp tư vấn cho những anh em. Hoặc các anh em theo dõi cái Facebook mới của mình thì các anh em cứ nhắn tin và bình luận hoặc kết bạn gì đó. Rồi các anh sẽ trực tiếp gặp em sẽ tư vấn cho các anh em về những cái dòng máy các anh em xài ha. Rồi các anh em nào mà có iBook mà không thấy em trả lời á thì các anh em cứ kết bạn Zalo với em đi. Đó. Các bạn số Zalo với em là số điện thoại của em là 0939521315 ha. Rồi các anh em nào xài cứ liên hệ mình ha. Dòng chiên đánh thiền thì nó có dòng 48 62 82 102 122 và đánh bộ thì nó có dòng 14 16 18 24 32 cơ mạch lạnh ha. Còn cái dòng chiên đánh thiền thì cơ lai điện tử. Rồi các anh em nào xài cứ liên hệ mình ha. Rồi chào anh em.